Dịch Covid-19 tại Hà Nội bước vào giai đoạn thoái trào, dự báo khi nào kết thúc. Đa số người dưới 50 tuổi chưa cần tiêm mũi 4 vaccine Covid-19. Hai loại nước uống giúp giảm tác dụng phụ sau tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vaccine hỗn hợp ngừa Covid-19 và cúm của hãng Novavax cho kết quả đáng khích lệ. Quan chức y tế Thượng Hải ngã bệnh do áp lực chống dịch bản sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Covid hôm nay, ngày 21 tháng 4. Vừa rồi là những tin chính liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi thông tin đến quý vị ngay sau đây. Theo thông tin mới nhất vừa cập nhật, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dự báo dịch đã bước vào giai đoạn thoái trào, tuy nhiên khó kết thúc sớm. Hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 20 tháng 4, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19. Hầu hết xã phường thị trấn đã về cấp độ dịch 1, sẵn sàng bước sang trạng thái bình thường mới. Các thủ tục hành chính được giải quyết thông qua hỗ trợ của các lực lượng, các tổ COVID-19 cộng đồng và công nghệ thông tin. Ông Cương dự báo dịch đã bước vào giai đoạn thoái trào, tuy nhiên khó kết thúc sớm. Số ca mắc chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm, cần trọng tâm và điều trị giảm tử vong. Hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới. Hiện Hà Nội đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 16 tháng 4. Đến nay, toàn thành phố đã tiêm được 33.626 mũi trên 370.631 trẻ, đạt 9,1%. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã giảm sâu nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường. Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ các địa phương chủ động đảm bảo an toàn trong công tác tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có đánh giá về tình hình hậu COVID-19 trên địa bàn thành phố để có giải pháp ứng phó hiệu quả đặc biệt là những đề xuất với Bộ Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân hậu COVID-19. Ngoài ra, thì Sở Y tế tiếp tục ra soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Đối với các địa phương, ông Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ, chú ý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đeo khẩu trang nơi công cộng, chú trọng việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi an toàn, khoa học, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ tình huống sai sót nào. Về hoạt động của các cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng của thành phố, Phó Chủ tịch Hà Nội cho rằng việc giải thể các cơ sở này trong bối cảnh hiện nay là cần thiết nhằm tránh lãng phí các thiết bị y tế và huy động đưa vào sử dụng lại khi cần thiết. Trước tình hình dịch bệnh Hà Nội ở mức ổn định, hầu hết các phường xã về cấp độ 1, số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trên địa bàn đã giảm mạnh. Điều này cho thấy dịch bệnh đã bước vào giai đoạn thoái trào tuy nhiên việc kết thúc dịch là điều chưa thể khẳng định do đó lãnh đạo thành phố hà nội cũng đã có hướng dẫn cụ thể cho người dân chủ động thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch tuyệt đối không lơ là triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em an toàn hiệu quả Liên quan đến chính sách đeo khẩu trang tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cố gắng gia hạn chính sách này đến đầu tháng 5 vì lo ngại về biến thể BA.2 Omicron chiếm ưu thế, gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, các hãng hàng không lớn như Delta, United và Southwest tại đất nước này đang đưa ra tùy chọn đeo khẩu trang sau khi một thẩm phán liên bang đình chỉ quy định đeo khẩu trang của chính phủ trên các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả máy bay. Vậy điều này có thật sự an toàn với hành khách khi lên chuyến bay không khẩu trang hoặc với một số lượng lớn hành khách không đeo khẩu trang? Về vấn đề này, ngành hàng không không lập luận máy bay thực sự có thể an toàn hơn các hình thức hoạt động trong nhà như là ăn uống, một phần do hệ thống lọc cao cấp của máy bay loại bỏ được những giọt bắn mang virus SARS-CoV-2. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, hệ thống lọc của máy bay cứ 3 phút lại làm mới không khí bên trong cabin một lần. Tần suất này cao hơn khoảng 10 lần so với lượng không khí lưu thông trong tòa nhà văn phòng. Tuy nhiên trên thực tế, hành khách vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19 từ không khí chưa được lọc do tiếp xúc với các giọt bắn từ người ngồi gần hoặc người ở các khu vực khác. Ngoài ra thì hệ thống lọc có thể không hiệu quả trong một số thời điểm khi mà hành khách xếp hàng ở khu vực cửa ra lối máy bay hay là khi cất cánh hạ cánh cũng như khi dừng tiếp nhiên liệu lúc trung chuyển. Không chỉ trên máy bay lý do khẩu trang được khuyến cáo sử dụng vì khẩu trang có thể ngăn người mắc COVID-19 truyền virus cho người khác và bảo vệ người đeo khỏi bị nhiễm COVID-19, đặc biệt với các biến thể dễ lây truyền như là Omicron. Còn đối với ngành hàng không theo dữ liệu vào tháng 9 năm 2020, không tìm thấy trường hợp nào lây COVID-19 trong các chuyến bay đường dài. Ở Emirates, hãng hàng không có quy định đeo khẩu trang nghiêm ngặt giữa Dubai và Hồng Kông. Mặc dù có những ta dương tính trên khoang, song việc đeo khẩu trang trên các chuyến bay vẫn hiệu quả trong việc ngăn ngừa lây lan COVID-19, ít nhất là trong giai đoạn đầu của đại dịch. Một phân tích khác, vào tháng 3 năm 2021 ước tính, việc cho phép phục vụ bữa ăn kéo dài 1 giờ trong hành trình kéo dài 12 giờ làm tăng khả năng nhiễm bệnh lên 59% so với chuyến bay đeo khẩu trang toàn thời gian. Những nghiên cứu trên đã được tiến hành trước khi biến thể Omicron xuất hiện. Vào tháng 12 năm 2021, Cố vấn Y tế trưởng của IATA ước tính rằng hành khách có khả năng nhiễm Omicron trên máy bay cao gấp 2-3 lần so với các biến thể trước đó. Có thể thấy việc cho hành khách tùy chọn đeo khẩu trang khi lên máy bay là mối nguy hiểm to lớn có thể dẫn tới sự lây lan mạnh của Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh chủng Omicron đang hoành hành ở Mỹ, vì tỷ lệ lây nhiễm có thể lên tới gần 60% trong quá trình khách sử dụng các dịch vụ trên máy bay. Điều này cho thấy sự thiếu an toàn trầm trọng đối với ngành hàng không cũng như tình hình dịch bệnh vẫn rất căng thẳng tại Mỹ thời điểm hiện tại. Mới đây, nhóm cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho rằng đa số người Mỹ dưới 50 tuổi nên chờ thế hệ kế tiếp của mũi nhắc thay vì tiêm mũi 4 phiên bản vaccine hiện tại. Trong cuộc họp ngày 20 tháng 4, nhóm cố vấn CDC cho rằng các mũi tiêm nhắc nên tập trung vào mục tiêu ngăn chặn bệnh COVID-19 trở nặng hoặc gây tử vong, chứ không phải là ngừa nhiễm virus corona chủng mới. Điều này có nghĩa là những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng nên cân nhắc tiêm mũi 4 và đa số những người còn lại nên chờ phiên bản kế tiếp của vaccine COVID-19. Theo nhóm chuyên gia, Mỹ hiện sử dụng các mũi tiêm nhắc Moderna và liên danh Pfizer-BioNTech. Tuy nhiên, những dòng vaccine này không còn hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhiễm các biến thể mới hơn của SARS-CoV-2 như dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron. Tính đến ngày 19 tháng 4, Mỹ đã tiêm mũi 4 cho khoảng 1,1 triệu người Mỹ tuổi từ 50 đến 64 và 3,2 triệu người từ 65 tuổi trở lên. CDC hôm 20 tháng 4 đề xuất chỉ tiêm mũi 4 cho các đối tượng có bệnh nền, người dễ mắc COVID-19 vì lý do nghề nghiệp. Bên cạnh đó, một số thành viên nhóm cố vấn đang cân nhắc liệu người mắc COVID-19 dù tiêm đủ mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh có nên tiêm mũi bổ sung hay không. Cuộc tranh luận đang diễn ra vào thời điểm các tiểu bang và những công ty trên khắp nước Mỹ đã dỡ bỏ đa số các biện pháp phòng dịch, mới nhất là không cần đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng. Tóm lại đối với các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh nặng thì việc khắc phục tình trạng xấu quan trọng hơn vấn đề ngăn chặn tỷ lệ nhiễm các chủng mới của Covid-19. Hiện giới chức y tế liên bang đang tìm kiếm lời khuyên nhằm triển khai chiến dịch tiêm nhắc hiệu quả hơn thay vì theo đuổi cách làm hiện tại là phải tiêm bổ sung vài tháng một lần. Hiện tại, vấn đề tiêm chủng cho trẻ đang được ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng và chống dịch COVID-19 ở nước ta. Những phản ứng sau tiêm đã được Bộ Y tế công bố trên nhiều phương tiện truyền thông. Vì vậy, các bậc cha mẹ luôn tìm kiếm cách giúp giảm tác dụng phụ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để đồng hành cùng cha mẹ trong việc chăm sóc trẻ sau tiêm, chúng tôi sẽ bật mí các bài nước thần kỳ, đơn giản, hiệu quả dưới đây để phụ huynh có thể cho trẻ uống trước và sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Quý vị cùng theo dõi! Cũng như tất cả các loại vaccine khác, vaccine phòng COVID-19 cũng có các tác dụng phụ không mong muốn. Vì vậy, việc chuẩn bị một sức đề kháng tốt cho con, đồng thời tìm hiểu các phương pháp giảm thiểu cơn đau cho trẻ là điều vô cùng cần thiết trước khi tiêm vaccine phòng covid-19, phụ huynh có thể cho các con uống các loại nước sau: một uống nước cam hoặc chanh trước khi tiêm chủng 30 phút quý vị có thể cho trẻ uống một cốc nước chanh đường hay là vắt một ly cam vắt vì những thức uống này sẽ làm dịu sự căng thẳng tinh thần cho trẻ tăng sức khỏe. không những vậy thì nước chanh còn có tác dụng giải nhiệt giảm đau chống viêm giảm sự oxy hóa. hai là nước dừa gừng tươi đường phèn. Sau khi tiêm trẻ thường đau nên hay quấy khóc, nũng nịu, mệt mỏi hay là nhiều trẻ không có triệu chứng gì nhưng vẫn hay quấn bố mẹ. Vì vậy khi đưa các con đi tiêm về, cha mẹ nên quan tâm hỏi han, chăm sóc cho các con, đồng thời có thể cho con uống một cốc nước dừa với gừng tươi và đường phèn giúp làm giảm tác dụng phụ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Với loại nước hỗn hợp này có tác dụng thanh nhiệt, thông mạch ở vệ biểu, giúp cơ thể trẻ tránh được sự gai lạnh do sốt, làm giảm các triệu chứng như hội chứng cúm, đồng thời làm giảm cảm giác gai rét do sốt sau tiêm chủng. Tuy nhiên cha mẹ cũng cần đặc biệt lưu ý, nước dừa có thể gây đầy bụng, chướng bụng thậm chí đi ngoài ở một số trẻ, nên nếu trẻ uống mà gặp tình trạng này thì phụ huynh không nên cho bé uống. 3. Nước lá tía tô cam thảo Ngoài hai loại thức uống trên thì cha mẹ có thể cho con uống nước tía tô đun cùng với cam thảo giúp con hạ nhiệt, bù nước, giải khí cơ, chống đau mỏi sau khi tiêm chủng. Tuy nhiên với các bệnh nhi bị sốt lớn hơn hoặc bằng 38,5 độ C sau khi tiêm chủng, người lớn nên cho trẻ sử dụng paracetamol theo liều cân nặng hoặc là có thể uống kèm nước cây rau má, cỏ nhọn nồi. Trên đây là những bài nước đơn giản hiệu quả dễ dàng thực hiện tại mọi gia đình. Hy vọng là sẽ giúp cha mẹ có thêm những kinh nghiệm bỏ túi hữu ích trong việc chăm sóc các con sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên đây chỉ là những kinh nghiệm được ghi lại từ thực tế dân gian, phù hợp với từng đối tượng. Còn trong trường hợp đặc biệt, trẻ có những biểu hiện bất thường như là sốt cao liên tục, tê môi, lưỡi, phát ban, mệt xỉu, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời quý vị nhé. Thưa quý vị, lại một tin tức khả quan nữa về vaccine phòng COVID-19 được công bố. Ngày 20 tháng 4, công ty công nghệ sinh học Novavax đã cho biết vaccine ngừa COVID cúm của họ đã được chứng minh tạo ra phản ứng miễn dịch và được dung nạp tốt. Trong một tuyên bố, tiến sĩ Gregory Grand, chủ tịch phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển của Novavax, cho biết công ty tiếp tục đánh giá bối cảnh sức khỏe cộng đồng và tin rằng cần phải có các mũi tiêm nhắc lại để chống cả COVID-19 và cúm theo mùa. Công ty được khích lệ bởi những dữ liệu tích cực và con đường tiềm năng cho loại vaccine kết hợp ngừa bệnh cúm mùa và COVID-19, cũng như loại vaccine độc lập cho bệnh cúm và COVID-19. Theo công ty Novavax, vaccine kết hợp của họ được chứng minh là thường được dung nạp tốt và các tác dụng phụ nghiêm trọng là hiếm gặp. Thử nghiệm lâm sàng của công ty đã xem xét các công thức khác nhau của vaccine kết hợp COVID cúm tiềm năng liên quan đến khả năng tinh chỉnh mạnh mẽ các liều lượng khác nhau của vaccine ngừa COVID-19 và vaccine cúm mùa. Kết quả mô hình hóa cũng cho thấy công thức kết hợp có khả năng tối ưu hóa sản xuất và phân phối. Vaccine ngừa COVID-19 của Novavax hiện được cấp phép sử dụng tại hơn 30 quốc gia nhưng chưa được cấp phép ở Mỹ. Không giống như vaccine của Pfizer và Moderna, hai loại vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng rộng rãi nhất ở Mỹ. Vaccine của Novavax không dựa trên công nghệ mRNA, mà là vaccine dựa trên công nghệ protein truyền thống, có chứa một phần virus đã bất hoạt. Như vậy, bên cạnh loại vaccine Moderna phiên bản mới đặc hiệu chống lại biến thể Omicron được Moderna công bố thời gian gần đây, thì loại vaccine hỗn hợp ngừa COVID-19 và cúm của hãng Novavax cũng đang cho những kết quả đáng khích lệ trong quá trình nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 Corona. Đây là những tín hiệu tích cực đáng mong đợi, đem lại nhiều hy vọng với công cuộc phòng chống dịch COVID-19 của tất cả các nước trên thế giới. Theo thông tin chúng tôi đã cập nhật đến quý vị hôm qua ngày 20 tháng 4, Thượng Hải tâm dịch hiện nay của Trung Quốc lại ghi nhận thêm nhiều ca tử vong do Covid-19. Trước tình hình đó, quan chức cơ quan y tế nước này khẳng định, nhiệm vụ quét sạch các ca Covid-19 khỏi cộng đồng đối với các địa phương ở Trung Quốc là rất khó khăn. Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp báo sáng 20 tháng 4, quan chức Ủy ban Y tế Thượng Hải cho biết thành phố này hiện có 52 ca COVID-19 nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Ngày 19 tháng 4, Thượng Hải lại có thêm 7 ca tử vong do COVID-19. Đây là ngày thứ ba liên tiếp thành phố này báo cáo các trường hợp tử vong trong đợt dịch mới lớn nhất Trung Quốc kể từ cuối năm 2019. Số lượng trường hợp mắc mới tại Thượng Hải đã có dấu hiệu giảm dần, xuống dưới mốc 20.000. Tuy nhiên, thì việc quét sạch Covid-19 khỏi cộng đồng vẫn được đánh giá là khó khăn ở Trung Quốc khi dịch đã lan khắp các đơn vị cấp tỉnh ở nước này, trừ Tây Tạng. Ông Ngô Lương Hữu, phó cục trưởng Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, thời gian gần đây tình hình dịch bệnh trên cả nước đã dần ổn định. Tuy nhiên, tác động của việc lây nhiễm chéo giữa các vùng là rõ ràng. Nhiệm vụ để đạt không Covid-19 năng động còn rất gian nan. Hiếm có đợt dịch nào ở Trung Quốc, quan chức địa phương phải nhiều lần lên tiếng xin lỗi cư dân vì những thiếu sót và sự chuẩn bị không đầy đủ như ở Thượng Hải. Lần mới nhất là tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 4, ông Ngô Thanh, phó thị trưởng thương trực thành phố lại phải xin lỗi vì điều chỉnh bố trí xét nghiệm axit nucleic đã gây bất tiện cho người dân trong giai đoạn đầu do tình hình dịch bệnh phức tạp. Ngày 6 tháng 4, trong một bài viết bằng tiếng Anh đăng trên tạp chí khoa học quốc gia National Science Review, ông Trung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp, người đã giúp hình thành chiến lược COVID-19 của Trung Quốc vào đầu năm 2020 cho rằng xét về lâu dài chiến lược không COVID-19 năng động là không khả thi. Tuy nhiên, bài viết sau đó đã không còn trên một số trang web tin tức ở Trung Quốc đại lục sau khi được đăng hôm thứ Hai. Trong khi đó, ông Ngô Hữu Tôn, chuyên gia trưởng về dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cảnh báo sự đột biến của virus và hướng phát triển của dịch trong tương lai rất phức tạp và Trung Quốc phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài chống lại COVID-19. Do vậy, vừa phải tăng cường niềm tin trước khả năng đánh bại virus, đồng thời không được xem nhẹ bởi những thông tin lạc quan thái quá như dịch bệnh sẽ chấm dứt trong năm nay. Nhìn chung với những thực tế đang xảy ra ở Thượng Hải như số ca nhiễm và số người tử vong liên tục được báo cáo trong những ngày gần đây, có thể thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc đang rất căng thẳng, không chỉ bởi dịch bệnh mà các chính sách phòng dịch cũng vướng phải nhiều chỉ trích từ người dân. Ngay chính những người cầm quyền tại đất nước này cũng nhận định được tình trạng căng như dây đàn đang xảy ra tại đất nước này. Đây sẽ là những thách thức vô cùng khó khăn đối với các quan chức y tế. Song với chính sách không Covid, Trung Quốc đang kiên trì theo đuổi. Liệu có giúp bài toán khó này tìm ra lời giải? Trước tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng tại Thượng Hải, nhiều lãnh đạo phải chật vật chống chọi trong việc chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, Giám đốc Ủy ban Y tế Thượng Hải là quan chức phụ trách phòng chống COVID-19 tiếp theo gặp vấn đề về sức khỏe do áp lực từ chiến dịch kiểm soát dịch bệnh. Theo Charles Channel Morning Post, ngày 20 tháng 4 đưa tin, U Trinh Lê, 60 tuổi, Giám đốc Ủy ban Y tế Thượng Hải đã phải nhập viện điều trị. Hai quan chức Thượng Hải xác định ông bị đau nửa đầu do áp lực từ chiến dịch phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên không mắc COVID-19. Trước khi nhập viện, ông U là người chỉ đạo công tác kiểm soát dịch bệnh của Thượng Hải. Thông tin quan chức Thượng Hải nhập viện đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Là một trong hai chuyên gia y tế chủ chốt chỉ đạo công tác kiểm soát dịch bệnh của Thượng Hải, giới quan sát cho hay ông Gu hầu như không bị công chúng chỉ trích, bất chấp sự giận dữ mà người dân Thượng Hải dành cho chính quyền địa phương. Được biết, ông Gu không phải là quan chức Thượng Hải đầu tiên gặp vấn đề sức khỏe do áp lực từ chiến dịch phong tỏa thành phố. Trước đó, một cán bộ thuộc Ủy ban Y tế quận Hồng Khẩu vừa tự sát hôm 19 tháng 4 ở tuổi 55 do áp lực công việc. Hiện tại Thượng Hải hiện là ổ dịch nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc với ít nhất gần 500.000 trường hợp được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Đa phần các ca bệnh không có triệu chứng gây ra bởi biến chủng Omicron. Chỉ tới ngày 20 tháng 4 thì Thượng Hải ghi nhận 18.901 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca bệnh mới trong 24 giờ ở nước này xuống dưới mức 20.000 kể từ ngày mùng 7 tháng 4. Trước bối cảnh dịch bệnh khó kiểm soát như vậy, những áp lực của giới chức lãnh đạo là điều không thể tránh khỏi. Bởi bên cạnh việc tìm hướng đi giải quyết sự lây lan của virus, thì việc vấp phải những ý kiến trái chiều của người dân cũng tạo thêm gánh nặng cho các quan chức y tế Thượng Hải. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, Trung Quốc vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược Zero Covid-19 bất chấp virus đang lan rộng. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, người hiện giám sát công tác phòng chống dịch bệnh ở Thượng Hải, khẳng định thành phố sẽ sớm đạt được mục tiêu Zero Covid-19 thưa quý vị một số nước đã áp dụng những chính sách thích nghi với trạng thái bình thường mới song có vẻ như điều này không thực sự đem lại tín hiệu khả quan và vẫn gây ra nhiều bất cập tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao do biết việc điều chỉnh chính sách nới lỏng là cần thiết tuy nhiên các quy định cũng phải phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo yếu tố an toàn nghiêm ngặt như thông tin về tình hình dịch bệnh căng thẳng tại trung quốc cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và thông tin đến quý vị trong những bản tin sau còn bây giờ xin chào và gặp lại